Đây là chiếc iPhone 16 của mình đã chính thức lên được phiên bản iOS 18.1 là phiên bản đã có Apple Intel Legion. Điều tuyệt vời nhất của phiên bản iOS 18.1 này đó chính là nó đã mang tới tính năng ghi âm dành cho iPhone. Vâng, như vậy là sau rất nhiều năm iPhone đã có ghi âm. Và các bạn lưu ý là nó sẽ thông báo cho đầu dây bên kia cho biết rằng là cái cuộc gọi này đã được ghi âm nhá vì cái này liên quan đến quyền riêng tư. Và sau khi mà các bạn mà thấy rằng với Apple Intelligence nó sẽ tổng hợp cái cuộc gọi này chúng ta vào một cái phần ghi chú để chuyển nó là đây các bạn nhìn này với nốt đây nó sẽ được cập nhật mới hỗ trợ với Apple Intelligence và các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái giao diện nó sẽ thông báo Đấy, và nếu mà các bạn mà là nói tiếng Anh thì nó sẽ transcript ra là biến thành đoạn văn bản cho ta luôn Và mình sẽ cùng nhau setup xem là Apple Intelligence nếu mà lúc mà chưa có tiếng Việt thì nó sẽ như thế nào Bởi vì đây là một bộ phiên bản có thể nói là nâng cấp lớn nhất Ok kìa Ok kìa, đưa luôn Rồi, ok, bình thường ở đoạn này thì mọi người sẽ kích hoạt thì các bạn sẽ thấy là Apple Intelligence không khả dụng khi iPhone được để thành tiếng Việt. Các bạn phải vào phần cài đặt này ngôn ngữ vùng sau đó các bạn phải thêm ngôn ngữ và chuyển sang tiếng Anh thì các bạn mới có thể sử dụng được Apple Intelligence nhé. Sau một thời gian chờ đợi rất là dài mình đã download được Apple Intelligence và mọi người sẽ cùng nhau setup nha thì đầu tiên chúng ta sẽ bật tính năng là Summary Notification nó sẽ tổng hợp lại các thông báo gộp lại cho mọi người nhìn đi ạ Thế nghĩa trước đây nó sẽ chia ra nhiều thì bây giờ nó sẽ tóm tắt và tổng hợp lại cho chúng ta nhé Rồi ok Bây giờ thì chúng ta sẽ có thể kích hoạt Siri với giao diện hoàn toàn mới Lát mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm xem như thế nào Rồi so, đây chính là Siri của Apple Intelligence Giao diện đẹp anh em nhỉ và tuy nhiên thì cái này anh em phải để tiếng Anh thì nó mới chạy còn nếu để tiếng Việt thì nó sẽ chỉ ra series như thông thường trước đây thôi. Và ở bản nâng cấp iOS 18.1 này có một thứ còn hot hơn cả Apple Intelligence, đó chính là nó sẽ khắc phục được triệt để cái vấn đề đó là lỗi tự động reset ở trên những chiếc iPhone 16 Pro hay là 16. Pro. Thế nên những ai đang dùng những chiếc máy này thì nên lên ngay lập tức cho mình. Hiện tại không chỉ iPhone 16 mà các bạn đã sử dụng như iPhone 15 Pro và Pro Max thì cũng nên nâng cấp luôn, bởi vì chúng ta có thể sử dụng Apple Intelligence. Và nếu anh em nào mà nó dùng đời cũ hơn mà muốn trải nghiệm thì có thể nâng cấp cho mình chiếc iPhone 16 chính hãng Cellphone thì bây giờ vẫn có ưu đãi hấp dẫn như giai đoạn pre-order. Tuy nhiên các bạn vẫn được thu cũ đổi mới lên đời trị giá 5 triệu và ưu đãi thanh toán tối đa 2 triệu tối ưu đãi lên đến là 7 triệu đồng và đang là tốt một về thu cũ anh em yên tâm về cái chất lượng và các sản phẩm chính hãng ở đây nha. Với phiên bản iOS 18.1 này thì chúng ta sẽ đi kèm với chức năng là cho phép là xóa sạch đây, các cái hình ảnh mà các bạn mà cảm thấy là rác ở trong cái hình của chúng ta và cái này thì sẽ hoạt động không cần phải internet tuy nhiên thì bọn mình cũng đã có một cái bài so sánh cái khả năng so ảnh này với các cái điện thoại khác và anh em có thể xem ở trên kênh youtube của vật vờ studio thì anh em đã làm rồi đấy nó có thể nhận diện ra cái 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 này khá là chuẩn nhưng mà xóa thì các bạn thấy là sẽ rất là khó và trong Safari bây giờ đã có tính năng cho phép chúng ta xóa đi những hình ảnh quảng cáo gây nhiễu ví dụ như các bạn vào một cái trang tin các bạn bấm vào đây các bạn thấy là có cái dòng chữ là ẩn đi các cái hình ảnh hoặc là các thông tin gây nhiễu mình chỉ cần bấm hai đấy và thấy rằng là ví dụ như là thầy 10 cũng chính thức là bay màu ở MU xong đây chính là hình ảnh của thầy 10 đã ra đi đó và khi này thì các bạn thấy là cái nội dung trang web chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều muốn tắt quảng cáo chỉ cần bấm một cái bay màu luôn trời ơi hay vãi trưởng và với phiên bản Apple Intelligence này thì nó có hỗ trợ cho chúng ta là các công cụ viết ví dụ như bây giờ mình bôi đen một cái nội dung ở trên website và chúng ta sẽ chọn cái phần là Writing Tool thì Apple Intelligence sẽ lập tức xuất hiện và từ đây chúng ta thấy rằng là nó có thể viết lại như là rewrite lại này đấy và các bạn thấy là nó sẽ bắt đầu hoạt động đó và nó viết lại cái nội dung này chúng ta ở trên trang tin của The Verse và chúng ta có thể chia sẻ nó đi hoặc là chúng ta có thể là viết nó thành cái dạng nội dung là thân thiện hơn đấy và mọi người thấy là cái thời gian chờ đợi của nó thì sẽ không phải là quá lâu và chúng ta có thể sử dụng với các mục đích như là chuyên nghiệp này Nói chung là anh em thấy rằng là nếu như trước đây của Samsung thì các mọi người cũng thấy là có những cái phong thái và những cách viết nó đưa ra Nhưng mà nó phụ thuộc vào bàn phím, còn cái này là nó sử dụng ở trên toàn bộ hệ thống, ở trên website ở Bất kỳ cái chỗ nào nó sẽ có nhưng đáng tiếc rằng là vì cái này nó chỉ có tiếng Anh Nên thành ra là những ai phải thường xuyên dùng nội dung tiếng Anh thì các bạn mới có tận dụng được Còn tại lại với tiếng Việt chúng ta thì lại không có ý nghĩa gì thì anh em thấy ví dụ như đây là trang tin của vật vờ studio vừa đưa tin là hôm nay có iMac M4 đúng không mình chọn vào mình chọn writing tool thì nó sẽ thông báo luôn là anh em thấy là hiện tại là nó không có hôn chữ không hỗ trợ ngôn ngữ này nó chỉ có đang có hỗ trợ tiếng Anh mà thôi Apple Intelligence sẽ xuất hiện trên rất nhiều những ứng dụng từ Ờ, hình ảnh này rồi email này ghi chú này Apple Store nhưng đáng tiếc rằng là với những cái này nó chưa có tiếng Việt thì không có giá trị chúng ta lắm nhưng như đã thông báo rằng là năm sau mọi người sẽ có hỗ trợ tiếng Việt nên mình rất kỳ vọng xem khi đó Apple Intelligence sẽ làm những gì còn hiện tại như kể cả những tính năng như là double tap để chúng ta có thể gõ nội dung Siri này này và các bạn ấy đừng quên like cho nó với bạn bè và mình sẽ có bài review kỹ hơn về Apple Intelligence cho mọi người và hiện tại với phiên bản này thì rất nhiều những cái tính năng mà phải đợi phiên bản iOS 18.2 ví dụ như là tính năng search bằng camera control hay là những cái tính năng như là có thể tạo avatar những cái hình ảnh thì sẽ chưa có ở trên phiên bản 18.1 anh em nhá. Và hẹn anh em trong các video lần sau.